là các bậc sinh văn đệ tử Phật. A hu này vô, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến dân cung cho những người có giới hạnh. Tà hu này vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ quyên cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cung cho các ngài. Đắc khi này vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi tình ly nhân quả đem đến dân cung. Anjalikaraniyo, các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang punyakhetang lokasati, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Natthime sahanang anyang sangkho me sahanang warang ete na satcha vacche na hotu me chaya mangalang. Chẳng có chi đang cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lành thành kính mà nương theo. Đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Wanda mi che ti văn sắp đăng sắp bát tha nê su pát ti ti tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình vút tha ru băng sa ca lăng sa đa. Con thành kinh đảnh lễ tất cả bảo tháp ngọc xa lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quan tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào thánh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quy mến ta biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả bao phần minh kết thành. Sát bê sát ta á huê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc khà hồn tu áp chá tách chà hồn tu á ni gà hồn tu đi gà dù ca hồn tu á rô gà hồn tu sà bát tì hi sà mít chàn tu su khi áp ta năng ta ri hà ràn tu đúc khá bát ta chá nít đúc khà phá giá bát ta chá nít phá giá sô cắp bát ta chân ít sô ca hồn tu sắp đề bì bà ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan cái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ sư Trí Đức cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Con kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Kính mời quý vị cùng phát bạch để cùng thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Uka sa ma yang phan te vi sum rakhanatha yati sarane na saha at thằng ga sa ma na ga tăng u po sa thằng ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti yam pi ma yang phàm tê vi sum
Visum rakhanatha yatisarane nasaha atthangasa managatang uposatang yajama. Bạch hóa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tati yam phi ma yam phàm tê visum visum rakhanatha yatisarane nasaha atang rasaman nagatang upo satang yajama. Bạch hóa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính tảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn truyền tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con. Xa thú lành thay, con kính dâng đức đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sơn Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ, xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào chư tiện nam tiên nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và bát quan trai giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sợ nâng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sợ nâng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khắc sợ nâng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đủ tì yông bi bụt đăng sợ nâng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì đức thì dâm bị đấm măng sợ nâng cao cha hàm bị con em hết lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ nhì đức thì dâm bị sân khấn sợ nâng cao cha hàm bị con em hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì tạ thì dâm bị bụt đăng sợ nâng cao cha hàm bị con em hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba tạ thì dâm bị đấm mang sợ nâng ca chá ha mi, con em hết lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ ba tạ thì dâm bị sân khấn sợ nâng ca chá ha mi, con em hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba Bụt thằng sắc nâng ca chá mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham măng sa năng gạch cha ni, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sang khăn sa năng gạch cha ni, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Tu ti yam ti put thằng sa năng gạch cha ni, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì tu ti yam ti tham măng sa năng gạch cha ni, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ nhì tí yam tí sang khang sa năng ya cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì ta tí yam tí put thằng sa năng ya cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba ta tí yam tí tham năng sa năng ya cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ ba tham tát ti yam ti sang khang sa năng gạch cha ni, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba tỷ sa rần nó cái hát năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. À, ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Ma na thi ba ta về là ma ni sư kho bất năng tham ma dạ mi, con xin vâng dự điều học là quy tánh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về là ma ni sư kho bất năng tham ma dạ mi, con xin vâng dự điều học là quy tánh xa sự trộm cắp. A brahm ma cha li dạ về làm anh đi sẽ khó với năng tâm anh giao mi,
con xin quy y điều học là quy tánh xa sự thông dâm một sa hoa đam về là mạnh đi sẽ kho với năng tâm ma thiệt giao mi còn xin quan gì điều học là quy tránh xa sẽ nói dối su ra mê ra ya ma chập pa ma đa tha na về là mạnh đi sẽ kho với năng tâm ma thiệt giao mi còn xin quan gì điều học là quy tránh xa sẽ uống rượu và các chất say quy ca la hô chát nam quy ra mạn ni sĩ kho với năng sa ma di đà mi còn xin quan gì điều học là quy tánh xa sẽ ăn sái giờ nên chỉ ghi ta hoa di ta quy su ca đà sa na ma la gan tha quy lê ba na tha ra na man đà na quy phu sa na tha na quy ra mạn ni sĩ kho với năng sa ma di đà mi còn xin quan gì điều học là quy tánh xa sẽ múa hát thuộc kèn đền sẽ múa hát ngay đường kèn trang điểm thô vật thơm dầu phẩm và đều tràn hoa quỳnh trai xây dân nam ha xây dân nam về là mạnh y sĩ kho với lên sâm ma thị giáo mi còn xin quan gì điều học là quy tánh xa cho lòng ngồi nó quá cao và xinh đẹp Anatipata Veramani Sikha Padang Samadhyani. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhyani. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Apamacharya Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thân dâm. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura Meraya Machapama Dathana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vika Lapo Chana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nacha Gita Vadita Visu Kadasamamala gan thao vi lê pa na tha da na mang da na vi phu sa na tha na ve ra ma ni sik kha pa đăng sa ma di ya ni. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn và trang điểm thoa vật thơm rồi phấn đeo tràng hoa. Uccha sayana maha sayana Về Ramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang Athangasamana Gattang Vuthappanyattang Uposathang Imang Charatting Imang Chadivasang Samadeva Afirakhitam Samadhyami. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới, trọn đủ 8 điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo, cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành, để thấy rõ niết bàn đời hiện nay. Thái sức tập đá ni ủng bộ sơ thái si lâu quá xê na hi mạnh cha ra tên hi mạnh cha đi quạt sang sa thúc ân ca tô hà ngọc bá mạ đê na sa ma ra kỳ tập bằng chư Phật tử ứng sông khi thọ trì tâm quy và bác quan trai giới nơi tâm bảo rồi phải ra mình giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. Anasante à,
Si le na su ka tin yon ti si le na po ka sam ba dan si le na ni pu tin yon ti ta si ma si lang vi so tha ye cho nhân dân được sanh về quả trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang cũng nhờ dự giới, được giải thoát những niềm bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các gây cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhớ. Sa thú sa thú lành thay út ta mang ghê na hoàn đề hằng ta đã tâm sum hoa rút ta mang vụt thê yô khá lý tô đô sô vụt thô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na hoàn đề hằng thầm nành cha đuôi thằng hoa răng thầm mê vô khá ly tô đô sô thầm mô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na hoàn đề hằng sang khanh cha đuôi thóp ta mang sang khê vô khá lý tô đô sô sang khô khả mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con xin chân lúc cho Ngài, xin Ngài chúc phúc cho đạo tràng. Sịt thiết dạ chân gà tha sịt tham ân tu 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 ê ta sĩ minh ra ta na ta ya sĩ minh sâm ba sai đà na chê ta xôn cầu xin cho hòa của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dân kinh chi cú sa la cầm năng cấp tập bằng kỳ ri dân ma ma ca dê na hoa cha na na sa ti đà sê su gà tăng ca tăng dê sát ta sanh ni nô áp thi dê cha sát ta a sanh ni nô ca tâm phun nha sa lăng mày sát bê sa ghi ta hoàn tu tê dê tăng ca tăng su vi đi tăng đình năng phun nha pha la mày ya ye cha ta tha na cha nam ti đề hoa gan toa ni quê đa dim sát đề lô cam hi ye sát ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sát đề la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân bang, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được dày, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thân nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ Phật sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mười hương thỏa lòng. Y đăng ngô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đăng wa ta no pun nhang a sa wa kha ya wa hang ho tu. Nam mô Bụt Thà Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền giao tâm quy bát quan tra giới đến hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân Ngài
và chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Kính cảm ơn đạo tràng cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Phật pháp, cầu mong đức pháp Phật Gautama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gautama. Nam mô Buddhaya, cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, có gì sai sót xin nhà sư và đạo tràng bỏ qua giùm con ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Trước tiên chính lễ Di Tôn Thiền Đức Tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chị Việt Nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 403. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratanatayasawanda mi Buddho Mahesi Arang Tathagato Lo Puttamo Tapara Uvite Tato Lo Kasasata Yanadam Mok Ko Vido Vanda Mahantam Narapu Chánh Hì Gia Cần. Như Lai Giác Hộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sinh Bằng, Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng, Tôi Thượng Vô Chủ, Kỹ Năng Vô Lường, Tư Đế Ngài Đã Tin Tường, Thông Minh Dạy Bảo, Dân Lương Thoát Trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bát Đề Bồ Tát Sa Sa Tu Nô Lô Ca Nam Mạnh Tha Sa Mi Na Ca Lô Cô Tát Bình Nhu Bút Tháp Bát Đề Bồ Tát Sa Nha Tô Vân Đà Ma Hành Tăng Na Ra Cô. Cha này giác cần Phật bảo với nhiễm vàng Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh phai tan làm lạc dũng sinh để dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sông khô quý sốt thô chú gách tá sát xa quá khô xích khá xúc tà mô quá rá thầm bá xích khá khô nền đà bá sẵn xa đi hà nà đá rô quá rô quán đà mát hành tâm ná rá khô. Cái này giác tâm Tăng bảo Thinh Văn Phật Đà thâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp, tham nhắn ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho phong chung nhớ ghi cúng dường. Rất là nát tế tế chê, nát sẽ ca mê ê, tu quá thanh năng ta xa bí hà nú qua quê, nát sẽ hát xa dê. Nát sẽ kết thúc, cầu xin tâm bảo uy linh, cho con tâm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nhé. Còn tăng dương ân đức tam bảo đã xong. Alo quý vị nghe âm thanh sao? Có vừa hay là nhỏ? Âm thanh của sư Hồng Mai hơi lớn. Ở Việt Nam mà thức vào giờ này mà để âm thanh lớn quá, xin lỗi làm phiền hàng xóm. Nhiều khi nói không hiểu á, nói trời ơi có một mình ở trong phòng làm cái gì mà la lú ông trời, đặt cái giọng gì nghe kỳ cục đấy, người ta nghe ta không hiểu. Rồi mình la lớn quá làm phiền hàng xóm, mà họ chú ý họ nghe, họ nghe họ không hiểu gì cả, rồi họ bực. Sẽ còn mai âm thanh nhỏ xuống một chút ha, hơi lớn á. Rồi như vậy quý vị nghe rõ ha, chắc hôm mai đang dưới bếp à. Rồi đúng rồi, hôm nay ngày ông Táo mà, cho nên xuống dưới bếp đặt cho ông Táo nghe, để rồi ông Táo có gì lên báo cáo nói Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tôi ở nhà của thí chủ Hồng Mai, nhưng mà cái cô Hồng Mai này tinh tấn lắm,
sáng nào cũng vô bếp cho tôi nghe kinh kệ Pali, hoan hỷ quá. Xin trình với Ngọc Hoàng, có gì chấm điểm cho Sĩ Khổng Mai hả? Rồi cứ có gì đó thì kéo Sĩ Khổng Mai về thiên giới. Mà sao chị Kim Nhung biết cái chân vậy nè? Bây giờ đang ở dưới bếp rồi chắc ăn bụng nó làm gì? Rồi học hả bà con? Con Phật môn 403. Gầm phì ra bành nhân mê tha huynh, gầm phì ra bành nhân mê tha huynh, gầm phì ra bành nhân mê tha huynh. Câu số 2. Mắc ra mắc ra sa cô quý đăng, mắc ra mắc ra sa cô quý đăng, mắc ra mắc ra sa cô quý đăng. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Gầm phì ra bành nhân mê tha huynh, mắc ra mắc ra sa cô quý đăng, gầm phì ra bành nhân mê tha huynh, mắc ra mắc ra sa cô quý đăng, gầm phì ra bành nhân mê tha huynh, mắc ra mắc ra sa cô quý đăng. Câu số 3, câu số 4. Uttamat thằng anuk bát tăng, Uttamat thằng anuk bát tăng, Uttamat thằng anuk bát tăng, Tamahang pru mi brahmanang, Tamahang pru mi brahmanang, Tamahang pru mi brahmanang. Nhờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Uttamat thằng anuk bát tăng, Tamahang pru mi brahmanang, Uttamat thằng anuk bát tăng, Tamahang pru mi brahmanang, Uttamat thằng anuk bát tăng, Tamahang pru mi brahmanang. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại toàn bộ ha. Bài này tương đối dễ. Dễ là cuối câu số 2 nó là trường âm, cho nên chúng ta có hai cách đọc. Cách đọc dễ tức là đọc một lần hai câu, còn cách đọc mà khó tức là quý vị mà đã thuần thục á thì đọc một lần hết bài luôn ha. Bây giờ quý vị muốn đọc hai câu hay là muốn đọc hết bài thì đó là do cái hơi sức của quý vị ha. Mến chào Sĩ Nguyên Trang vừa đến với Pháp Hội. Rồi, bài nó chạy lên rồi. Bây giờ dơ lên lại, mới thấy được. Gầm phì ra bành nhân mê tha huynh, mắc ra mắc ra sắc cô quý đăng, Uttamat thằng anuk bát tăng, Tamahang pru mi brahmanang, gầm phì ra bành nhân mê tha huynh, mắc ra mắc ra sắc cô quý đăng, Uttamat thằng anuk bát tăng, Tamahang pru mi brahmanang. Đọc lại lần nữa ha. Gầm phì ra bành nhân mê tha huynh, mắc ra mắc ra sắc cô quý đăng, Uttamat thằng anuk bát tăng, Tamahang pru mi brahmanang. Đó là dụng kinh. Còn bây giờ dụng kệ một câu 8 từ thì chúng ta chia làm hai ha. Và đọc một lần hai câu ha. Quý vị hoan hỷ đọc một lần hai câu để nó nương nhau. Gầm phì ra bành nhân mê tha huynh, mắc ra mắc ra sa cô quý đăng, Uttamat thằng anuk bát tăng, Tamahang pru mi brahmanang, gầm phì ra bành
nhân mê tha quy mật ra mật cánh xa cô quy đồng ổn tâm an thân ai lúc an tâm tâm an phú mi tâm ma nằm lại lần thứ ba gấm phi ra phấn nhân mê tha quy mật ra mật cánh xa cô quy đồng ổn tâm an thân a nô ban tâm tâm an phú mi tâm ma năng người trí tuệ sâu xa khi biết đạo phi đạo chứng đạt đích cao vô thượng ta gọi bà la môn. Rồi xin mời bàn tay của quý vị ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được trả bài trước. Gam phi ra banh nhân mê tha huynh mắt gà mắt gắt sa cô quy đăng út ta mắt thằng an nức bắt tăng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Dạ, con phân tích câu 1 và câu 2. Gam trường âm nhấn, phi trường âm thông thường, ra đoạn âm, banh trường âm nhấn, nhân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê tha là hai trường âm thông thường, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, mắt gắt hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, cô trường âm thông thường, quý đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gầm phì ra banh nhăn mê tha huynh mắt ga mắt gắt xá cô quý đăng. Và con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Út trường âm nhấn, tá đoạn âm, mát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, núp bắt hai trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại hai câu 3 và 4. Ut ta mat thang anup bat tang ta ma hang pru mi pram ma năng. Và con đọc cả bài. Gam phi ra ban nhan me tha win mắt ga mắt gat sa ko wi dang. Ut ta mat thằng anubat tăng tamang prumi brahmanang gam phi ra banh nhang mê tha huynh mắt ga mắt gắt sa cô quy đăng uttamat thằng anubat tăng tamang prumi brahmanang người trí tuệ sâu xa khéo biết đạo phi đạo chứng đạt đích vô thượng, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Gâm phi ra banh nhận mê tha huynh, mặt ga mắt gắt xà cô quy đằng. Út ta mắt thăng a nụp bắt tăng ta ma hăng bru mi pram ma năng. Và con đã đọc và kể xong, có chỗ nào sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con kính mời vị kế tiếp. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Bữa nay giọng sư hơi rè sư.
Chị có vẻ mệt mỏi quá. Ok, cả mấy người. Trời ơi, một đống người nghe rõ. Vậy âm thanh nghe rõ ha. Thôi, để con xin trả bài. Để thôi sư nói trả bài đi. Nói nhiều quá, người ta sắp, người ta giơ tay sắp hàng mắt thì giờ quá, mỏi nhọn quá, đi thôi. Ok, con trả bài đi. À, con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 403. Gầm thi rắp hành nhăn mê tha huynh mắt gà mắt gát sắc khổ quý đăng út ta mắt thằng anút phát tăng ta ma hằng rồ mi rầm ma nặng. Gầm thi rắp hành nhăn mê tha huynh mắt gà mắt gát sắc khổ quý đăng út ta mắt thằng anút phát tăng ta ma hằng rồ mi rầm ma nặng. Phân tích câu 1, câu 2. Gầm trường âm nhắn, phi trường âm thông thường, rá đoạn âm, thanh trường âm nhắn, nhanh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê tha hai trường âm thông thường, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Mắt trường âm nhắn, ga trường âm thông thường, mắt gas hai trường âm nhắn, xá đoạn âm, khô trường âm thông thường, quý đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Gầm thi ráp hành nhăn mê tha huynh mắt ga mắt gát sa khô quý đăng út ta mắt thằng anút phát tăng ta ma hằng rù mi rầm ma nặng. Út trường âm nhắn tá đoạn âm, mắt trường âm nhắn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nút phát hai trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, nếu dính liền thì mới không có dấu chấm huynh nè. Gì vậy trời? Huynh em. Sư muốn chia ra thay vì có nhiều sách đã chữ út tam mắt thằng anút phát tăng, người ta không có dấu chấm, người ta đọc út tam mắt tham anút phát tăng, nhưng mà sư sợ quý vị đứt hơi, sư cắt ra làm hai chữ cho nó dễ vậy thôi. Gọi là sư gọi là loco sân thí đó mà, đọc sao cũng được, lúc phân tích cũng phải chặt da thôi. Giờ sao đó, phân tích lại ha. Bây giờ đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Trời ơi, thì đúng rồi, sư là vua rồi, ở trong đây sư làm sao phải theo vậy rồi, nhưng làm theo là bị sai. Đúng rồi, ủa thống nhất theo sư hả? Phải theo đường lối của sư, thống nhất đất nước, hay là nhất trí gì đó. Nghe mắc cười quá à. Thôi, xong đi. Nhiều chuyện quá. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài. Rồi ca kệ. Đúng không? Hồi nãy phân tích hết 4 câu rồi phải không? Út ta mắt thằng anút phát tăng ta ma hằng rù mi rầm ma nặng. Gầm thì ráp hành nhăn mê tha huynh mắt gà mắt gát sa khô quý đăng út ta mắt thằng anút phát tăng ta ma hằng rù mi rầm ma nặng. Gầm thì ra phần nhăn mê tha huynh mặt gà mắt gà xa khô quý đăng ốc ta mắt thằng a núp phát tăng ta ma hằng rù mi rầm ma nặng. Gầm thì ra phần nhăn mê tha huynh mặt gà xa khô quý đăng ốc ta mắt thằng a núp phát tăng ta ma hằng rù mi rầm ma nặng. Người trí tuệ sâu xa khéo biết đạo phi đạo chứng đạt đích vô thượng ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Quý vị à, quý vị nghe âm thanh của tôi, quý vị có nghe cắt đứt không? Tại vì bữa nay tôi vô tôi thấy cô Hồng Mai á, cô đọc kinh cũng bị đứt giống như đọc chữ ba chữ thì mất đi một chữ. Sư cũng vậy mà cô Meta cũng vậy. Quý vị có nghe giống vậy không? Hay là cái đường truyền tôi cài giật vậy ha? Bình thường hả? Không nghe rõ là sao? Rồi, của
cái âm thanh của tôi có bị đứt đứt chữ không? Giống như tôi nghe cô Mít Đà phân tích đó, chữ không có có nhiều nguyên chữ như là ba chữ mắt ga mắt gas đó, thì không có nghe hết nguyên bốn chữ đó mà chỉ nghe ba chữ thôi, nghe nhắn nhắn gì thôi, như trường âm nhắn, trường âm nhắn rồi chờ cái nghe chữ nhắn rồi tới chữ tới à, tôi nghe giống vậy đó. Đúng, nghe rõ, nghe rõ, nhưng mà nó bị đứt á, nó bị đứt 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 khúc đứt khúc vậy đó. Dĩ nhiên nghe rõ nên hiểu được mà, thì tôi biết vậy, nhưng mà tôi muốn hỏi là cái đường truyền tôi quý vị có nghe có giống như vậy không, hay là không có giống bị đứt khoảng như mấy đường truyền vậy không, tôi muốn biết vậy thôi. Cảm ơn quý vị nha. Ok, không bị đứt, đúng rồi đó. Không vấn đề gì, đúng, tại vì tôi muốn biết cái wifi ở bên mấy nước khác. Mong quý vị cho bông qua nha. Alo, 123 123. Đọc xong rồi xuống đi chứ. Đọc xong rồi còn nói hoài à. Sao mà hôm nay kiếm chuyện hay sao? Nói đứt đứt. Đứt cái gì đây? Đứt bóng hay sao đây à. Alo. Nè à, xích Huynh An Trần nhé, xin lỗi à, ở chỗ này nha. Huynh An Trần Út Tâm Mắt Thần câu số 3. Chỗ này quý vị thắc mắc nè. Út Tâm Ất Thần tức là Uttama cộng với Ất Thần à, thì M có dấu chấm à, đây là một bài thơ cho nên tám từ nó thể hiện rõ. Thì bây giờ Huynh An Trần á, nếu mà coi như M không có dấu chấm thì người ta đọc là Uttama Thầm à, chứ không phải Uttama Thần. Mà Uttama Thầm thì ở đây không có trong tám cách chia. Tám cách chia của Hư Văn Phạm thì không có là Attham. Attham Hí thì có, chứ không có là Attham. Mà cuối cùng của nó là M có dấu chấm riêng biệt thì nó đứng rời ra Uttama Thầm. Uttama Thần tức là Uttama này ha, Uttama này cộng với Attha này, và trong cái đối cách nó chia thì thành ra Atthan chứ không phải là Attho hoặc là Atthê Hí gì hết. Thì bây giờ thống nhất là chúng ta nhiều cái bài học chúng ta phải sửa, nếu mà không sửa thì tự nhiên nó tùm lum trong á. Cho nên quý vị cũng hoan nghỉ, nếu có copy thì những bài học chúng tôi lên đã sửa rồi thì quý vị theo đó mà chúng ta thống nhất ha. Rồi sa thú nãy giờ Sức Meta này ha, rồi Sức Kim đọc cũng hay, nhưng mà Sức Kim nói nhiều quá, đọc xong rồi mới nói chứ bây giờ có vừa đọc vừa nói vậy mất thời gian ha. Rồi bây giờ mời tiếp Sức Thiện Vũ, Sức Hà, Sức Hồng Mai, chị Tina, chị Kim Nhung à, quý vị tiếp tục ha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc và phân tích cách đọc câu Pháp Cú 403. Gam phi ra thanh nhang mê tha huynh mắc gà mắc gát sa khổ quý đăng út tamat thăng anupat tăng tamahang ru mi ram ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Gam trường âm nhấn, phi trường âm thông thường, rá đoạn âm, thanh trường âm nhấn, nhăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê tha hai trường âm thông thường, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma mắc trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, mắc gát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, cô trường âm thông thường, quý đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Găm phì ra thanh nhăng, mê thà huynh, mắc gà, mắc gát xa, cô quý đăng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Út, trường âm nhấn, tá, bản âm, mát, trường âm nhấn, thăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, bản âm, núp, tát, hai trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má, hai đoạn âm, hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru, trường âm thông thường, mí, bản âm, bram, trường âm nhấn, má, bản âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Út ta mát thăng anup phát tăng ta ma hăng ru mi rằm ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 403. Găm phì ráp thanh nhăng mê thà huynh mắc gà mắc gát xa khổ quý đăng. Út ta mát thăng anup tăng tam ma hằng ru mi ram ma năng. Gầm phi ra phanh nhăng mê tha quên mặc gà mặc gắn xa khổ huy đăng. Ụt ta ma thăng a nụ phát tăng tam ma hằng ru mi ram ma năng. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo, phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc bài xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào đạo tràng và con xin trả bài. Gầm phì ra bành nhằn mê tha huynh mắt gà mắt gá sa cô quy đằng ước ta mắt thằng a nức bách tằng ta ma hằng phù mi bram ma năng. Gầm phì ra bàn nhằn mê thà huỳnh gà mắt gá sao khô quý đằng. Gầm là trường âm nhấn, phi là trường âm thông thường, rá đoạn âm, banh là trường âm nhấn, năng nhăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê tha là hai trường âm thông thường, huynh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, mắt ga là hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, cô trường âm thông thường, quý đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gầm phì rát bành nhăn mê tha huynh mắt ga mắt ga sao khổ quý đằng. Câu 3-4. Ta mắt thằng a nức bách tằng ta ma hằng bù mi bram ma năng. Út là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mắt trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nức tát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí đoạn âm, bram trường âm nhấn, má đoạn âm, ăn trường âm đập theo giọng nguyên âm. Uttam mắt thằng anup bách tằng tam ma hằng pru mí bram ma năng. Con đọc lại. Gầm phì ra bành nhằn mê tha huynh mắt gà mắt gá sa cô quy đằng. Uttam mắt thằng anup tằng tam ma hằng bồ mi bram ma năng. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi Bà La Môn. Bram gam phi gam phi ra nhánh năng mê tha huỳnh mặc ga mặc ga sa cô quỳ đằng. Uttam mắt thắng anuppa
con có sai phân sư và đạo tràng chỉnh sửa, và con xin trao mít và cho về kết thúc. Dạ, con kính bản lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính bản lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Chú Chư Tăng, con kính lễ Phụ Nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 403. Châm si rát tanh nhằn mê tha huyền mắc gà mắc cát sát cổ quý đằng út tam ách thằng ám ức tắp tầng tam má hằng cù mít trầm má nằng gầm si rát tanh nhằn mê tha huyền mắc gà mắc cát sát cổ quý đằng út tam ách tham nằng ám ức tắp tầng tam má hằng cù mít trầm má nằng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Trầm phi rát tanh nhằn mê tha huyền mắt gà mắt gát sát cù quý đằng. Gân là trường âm nhấn, phi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, nhân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê tha hai trường âm thông thường, huyền trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhấn, gà trường âm thông thường, mắt gát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, cô âm thông thường, quý đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gầm tì rát tành nhằn mê tha huyền mắt gà mắt gác sát cao quý đằng. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Út tá mắt thằng á mức tắp tầng tá má hằng vù ní còm má nằng. Út là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nút tát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gân trường âm thông thường, mí đoạn âm, gân trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út tá mắt thằng á mít tầng ta má hằng cù mít trầm má nằng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 403. Gầm tì rát tành nhằn mê tha huyền mắt gà mắt cát sát cù quý đằng út tá mắt thằng á mít tắt tầng ta má hằng cù mít trầm má nằng. Người trí tuệ sâu xa khéo biết đạo phi đạo chứng đạt đức vô thượng ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể ạ. Gam si rap tanh nhang me thaun mak ya mak ya sa to wi dang uttamat thang anupat tang tamahang phu mi kam manang gam si rap tanh nhang me thaun mak ya mak ya sa to wi dang uttamat thang anupat tang tamahang phu cầm ma nằm. Dạ, con đã phân tích và đọc kệ xong ạ. Dạ, có gì sai sót nhờ Sư Trí Đức, nhờ đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng, xin cảm ơn An Trần đã post bài. Dạ, con xin xuống mic, xin nhìn cho vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chú Đức, con kính đảnh lễ với cô Trương Mỹ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Cầm thì lá thành nhân mê tha huyền mắt chấp mắt chấp sắc khổ huy đằng út tóc mắt thằng anh út tóc tăng tà mà hằng tóc mà hằng dùng nước rầm mắt lần gầm thì rác bằng nhanh mê tha huyền mắt gà mắt gà sát khô quỳ đằng út tắt mặn thần áp nít tắt tầng tắt mắt hằng dùng nước rầm mắt lần người ký đọc trên lãi. Con xin phân tích đoạn 1 và đoạn 2. Gầm thì rác bằng nhanh mê tha huyền mắt gà mắt gà sát khô quỳ đằng gầm trường âm nhấn thi trường âm thanh thường khó đoạn âm thanh trường âm nhấn nhân trường âm đọc theo giọng nguyên âm mê tha hai trường âm thông thường nguyên trường âm đọc theo giọng nguyên âm mắt trường âm nhấn ga trường âm thông thường mắt
trường âm nhấn gác trường âm nhấn xá đoạn âm khô trường âm thông thường quý đoạn âm đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm gầm vi đáp thanh ngâm mê tha vi mắt gà mắt gác sát khô quy đồng út tắp năng thần át lút tắp tăng ta má hàm vùng nước gầm mát năng út trường âm nhấn tá đọc âm đáp trường âm nhấn thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá đoạn âm nước trường âm nhấn tắp trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm vù trường âm thông thường lý đoạn âm râm trường âm nhấn nó đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm gầm vì đáp bằng nhằng mê thà quyền mắt gà mắt ghét xa khô quý đằng út tắp mắt thằng ăn mít tắp tầng tắp mắt hằng quyền gầm má nồng người chú trẻ sâu xa khéo biết đạo phi đạo chứng đạt đức vô thượng ta gọi bà la môn hòa thượng Thích Minh Châu gầm thi pa lang thánh nhân mê tha quyền mà ca mã ca sa khô y đằng ủ ta mã thánh mà nước tam tăng ta mã hăng vô mi brahm ma lang dạ thưa con kính thưa anh sư con kính thưa anh đại tràng con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tam bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Kính chào quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu Phật ngôn. Dạ, con xin đọc câu Phật ngôn 403 ạ. Gầm phì ra bành nhằng mề thà quỳnh mắc gà mắc gát sắc cổ quy đằng út ta mát tằng anup bát tằng ta ma hằng pru mi pram ma nằng. Gầm phì ra bành nhằng mề thà quỳnh mắc gà mắc gát sắc cổ quy đằng út ta mát tằng anup bát tằng ta ma hằng pru mi pram ma nằng. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo, phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Gâm là trường âm nhấn, phi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, nhăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê tha là hai trường âm thông thường, huynh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắc là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, mắc là trường âm nhấn, gas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gầm phì ra bành nhằng mê thà quỳnh mắc gà mắc gát sát cổ quý đằng. Câu 3 và câu 4 ạ. Út là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, núp bát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pro là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Uttamattang anuppattang tamahang promi prammanang. Dạ con xin kể ạ. Gam phi ra panh nhang me tha quỳnh maka maka sa ko quỳ đăng Uttamattang anuppattang tamahang promi prammanang. Gam phi ra panh nhang me tha quỳnh makka makka sa ko quy đằng uttamattang anuppattang tamahang pro mi prammanang. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong, con xin xuống mic. Dạ con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ em kính mời chị Phúng ạ. Dạ con xin kính lễ ba ngôi tam bảo gồm Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Con xin kính lãnh lễ sư trí đức. Con xin kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc câu 403. Gam thi pa gam thi ra bành năng mê tha vinh mắt ga sa cô vi đăng út ta ma thằng a nấp bát tăng ta ma hằng ru mi pram ma năng gam thi ra bành năng mê tha vinh mắt ga sa cô vi đăng út ta ma thằng a nấp bát tăng ta ma hằng ru mi pram ma năng. Dạ con xin được phân tích. Gam là trường âm nhấn, phi trường âm thông thường, rá đoạn âm, ben trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê trường âm thông thường, tha trường âm thông thường, vinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, mắt gas hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, cô trường âm thông thường, ví đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp trường âm nhấn, út trường âm nhấn, tá đoạn âm, mát trường âm nhấn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, núp trường âm nhấn, bát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin được đọc lại. Gam phi ra bành năng mê tha vinh mắt ga sa cô vi đăng út ta mắt thằng a nấp bắt tăng ta ma hằng ru mi pram ma năng. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi bà la môn, là bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Dạ con đã đọc xong. Con xin kính tri ân sư trí đức. Con xin cảm ơn tất cả anh chị em trong đạo tràng đã giúp đỡ hỗ trợ. Dạ con xin xuống mít. Xin mời chị kế tiếp. Dạ, ủa sao con em thấy cô Thiện Vũ trước em mà. Vậy thì em xin lên đọc trước nha chị Nhung. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài Di Đức, con kính lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 403. Dạ, con xin đọc ạ. Gầm phì ra bành nhằn mề thà quỳnh mát gà mát gát sa khổ quy đằng út ta mắt thằng a núc bát tằng tá ma hằng rù mi rầm má nằng. Gầm phì ra bành nhằn mề thà quỳnh mát gà mát gát sa khổ quy đằng út ta mắt thằng a núc bát tằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích ạ. Gầm phì ra bành nhằn mề thà quỳnh mát gà mát gát sa khổ quy đằng. Gầm phì ra bành nhằn mề thà quỳnh mát gà mát gát sa khổ quy đằng. Dạ gầm là
trường âm nhấn, phi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, nhăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mê, tha là hai trường âm thông thường. Quynh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mát là trường âm nhấn. Ga là trường âm thông thường. Mát là trường âm nhấn. Gas là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Khô là trường âm thông thường. Quý là đoạn âm. Đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Út tá mắt thằng á núp báp tầng tá má hằng rù mí rầm má nằng. Út tá mắt thằng á núp báp tầng tá má hằng rù mí rầm má nằng. Dạ, út là trường âm nhấn. Tá là đoạn âm. Mắt là trường âm nhấn. Thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm. Núp là trường âm nhấn. Bát là trường âm nhấn. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru là trường âm thông thường. Mí là đoạn âm. Râm là trường âm nhấn. Má là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại hết bài ạ. Gầm phì rá bành nhằn mề thà quỳnh má gách mắt gà mắt gà mắt gác xá khô quý đằng út ta mắt thằng á núp bát tầng ta ma hằng rù mi rầm má nằng. Người trí tuệ sâu xa kéo khéo biết đạo phi đạo chứng đạt đích vô thượng ta gọi bà la môn. Dạ đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con cũng xin kệ. Gà phi ra bánh na mê tha quỳnh mát gà mát gà xa khô quỳ đằng ôn ta mát thắng à nút bát tăng ta ma hăng rú mi râm ma nằng. Dạ con đã đọc xong rồi. Dạ con kính thỉnh ngài chỉnh sửa và quý đạo tràng chỉnh sửa giúp cho con ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn chú An Trần đã post bài và kính cảm ơn đạo tràng. Và con xin mời vị kế tiếp ạ. Và con xin xuống mic. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Thầm-ma-ya, Nam mô Sang-ca-ya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc kinh Pháp Cú số 403. Gầm vì gáp anh nhằn mê thà vinh, mắt gà mắt gác sát cô ví đằng, út thá mắt thằng a nấp bát tằng ta ma hằng cù mi rầm ma nằng. Con xin đọc câu 1, câu 2 và phân tích. Gầm pi gáp anh nhằn mê tha vinh mắt gà mắt gác sát cô ví đằng. Gầm vi là hai trường âm, rá là đoạn âm, thanh nhăn là hai trường âm, mê tha vinh là ba trường âm, mắt gà mắt gas mắt gà mắt gas là bốn trường âm, xá là đoạn âm, cô vi đăng cô là trường âm thông thường, cô vi đăng khô là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Cam gam bi ra anh nhăn mê tha vin mắt ga mắt gác sa cô ví đăng út ta mắt thằng á nấp tắt tăng ta ma hằng ru mi rầm ma năng. Ta mắt thằng út là trường âm nhấn,
tha là đoạn âm, mắt thăng là hai trường âm, á là đoạn âm, núp ất tăng là ba trường âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Gam bi rap an nhan me tha bin mắt ga mắt gas sắc cô bi đăng út ta mắt thằng á nấp bắt thằng ta ma hằng ru mi gam ma năng người trí tuệ sâu xa khéo biết đạo phi khéo biết đạo phi đạo chứng đạt đích vô thượng ta gọi bà la môn. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con kính tri ân sư trí đức, con kính tri ân đạo tràng, con xin cảm ơn. Con xin mời đạo hữu chiếc áo mùa xuân. Dạ con xin đảnh lễ ngài trí đức, con xin đảnh lễ quý tăng và quý cô tư nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 403. Gam phi rắp anh nhân mê tha huynh mắc gà mắc gà sá cô quý đằng út ta mắt thằng a núp bát tăng ta ma hằng phù mi pram ma năng gam phi rắp anh nhân mê tha huynh mắc gà mắc gà sá cô quý đằng gam trường âm nhấn phi trường âm thông thường rá đoạn âm banh trường âm nhấn năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm mê tha hai trường âm thông thường huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm mắt trường âm nhấn gà trường âm thông thường mắt trường âm nhấn gas trường âm nhấn xá đoạn âm cô trường âm thông thường quý đoạn âm đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm gam gam phi ra gam phi ra ban nhân mê tha huynh mắt ga mắt ga sa cô quý đăng gam phi ra ban nhân mê tha huynh mắt ga mắt ga sa cô quý đăng út ta mắt thằng a núp bát tăng út trường âm nhấn tá đoạn âm mát trường âm nhấn thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm á đoạn âm núp trường âm nhấn bát trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm pru trường âm thông thường mí đoạn âm brum trường âm nhấn má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Uttamat thằng anubat tằng tamahang pru mi brum ma năng gam phi ra ban nhật tha quân mắt ga mắt Gasako quý đằng Uttamat thằng Anubat tằng Tamahang pru mi pram ma năng gam phi ra ban nhân mê tha huynh mắt ga mắt Gasako quý đằng Uttamat thằng Anubat tằng Tamahang pru mi pram ma năng người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Cảm ơn chiếc lá mùa xuân. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ, Nam Mô Sang Kha Giá.
Cảm ơn cô Tuệ Duyên, An Trần, Thiện Vũ và Tịnh Tâm, Thanh Quang, Hồng Nhân. Dạ, đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc cái câu pháp cú số 403. Gam phi ra pan nhang me tha win mat ga magat sa ko wi dang ut ta mat thang anupatang tama hang pro bi ram manang. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo, phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi bà La Môn. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dạ, chữ gâm á, là chữ râm là trường âm nhấn, chữ phi là trường âm thông thường, chữ rá là đoạn âm, chữ pen là trường âm nhấn, chữ năng là trường âm đặc thuy giọng nguyên âm, và chữ mê là trường âm thông thường, chữ tha là trường âm thông thường, chữ vinh là trường âm đặc thuy giọng nguyên âm. Má ga mát gát xá cô quý đằng, chữ mát là trường âm nhấn, chữ ga là trường âm thông thường, chữ mát là trường âm thông thường, chữ gát là trường âm chữ mát là trường âm nhấn, chữ gát là trường âm nhấn, chữ xá là đoạn âm, chữ khô là trường âm thông thường, chữ quý là đoạn âm, chữ đăng là trường âm đặc thuy giọng nguyên âm. Dạ, câu 3, câu 4. Uttamat thằng anupat thằng tamahang pro mi brahmanang. Chữ út là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ mát là trường âm nhấn, chữ thăng là trường âm đặc thuy giọng nguyên âm, chữ á là đoạn âm, chữ núp là trường âm nhấn, chữ pát là trường âm nhấn, chữ tăng là trường âm thuy giọng nguyên âm, chữ tá là đoạn âm, chữ má đoạn âm, chữ hăng là trường âm đặc thuy giọng nguyên âm, chữ pru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ pram là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đặc thuy giọng nguyên âm. Dạ, con đã dịch xong, bị con chữ cũng xin đọc kệ. Gam phi ra pan nang me tha vinh ma ga man ga sa ko vi đăng uttamat thang anun pat tang tamahang rupi ram ma nang. Gam phi ra pan nang me tha vinh ma ga man gan sa ko vi đăng uttamat thang anun ba tang tamahang ru mi brahmanang. Người trí trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo, phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi bà La Môn. Và con đã dịch và con đã phân tích và con đã đọc kệ xong. Và có gì con kính bạch ngài sửa lại giùm cho con. Yeah. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đã Trang có nghe em tin không ạ? Dạ, cảm ơn Đã Trang đã biết rõ là hôm nay vào được mừng quá, vì mấy bữa nay nó bị trục trặc. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc pháp cú kinh số 403. Gam phi ra ban nhang me tha vinh mát ga mát gát sắc cô vi đằng. Gam là trường âm nhấn, phi là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, là trường âm giọng nguyên âm,
Mê là trường âm, mê tha là trường âm thông thường, huynh là trường âm giọng nguyên âm, mắt là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, mắt, gát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, cô trường âm thông thường, quý đoạn âm, đăng trường âm giọng nguyên âm. Gam phi ra ba nhân mê tha huynh mắt ga mắt gác sắc cô quý đăng. Đoạn 3 và đoạn 4. Út tá mát thằng anh nấp bách tá má hằng rồ mi ra hằng má năng. Út trường âm nhấn. Tá đoạn âm. Mát trường âm nhấn. Thăng trường âm giọng nguyên âm. Á đoạn âm. Nấp hai trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm giọng nguyên âm, rô trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm giọng nguyên âm, út tám mát thăng anh nấp bất tăng tám hằng rồ mi gầm má năng gầm phi rắp anh nhằn mê tha huynh mắt ga mắt gác sắc cô vi đăng út tám mát tăng anh nấp bất tăng tám hằng rồ mi gầm má năng. Dạ, bây giờ thì em xin kể. Gầm phi rắp anh nhằn dạ, bằng gầm phi ra ban nhân mê tha huynh. Ủa gì kỳ. Gầm phi ra ban nhân mê tha huynh mắt ga mắt ga sợ cô huy đăng út ta ma út Út ta mát thăng à núp bát tăng ta ma hăng rô mi râm ma năng gầm phi ra banh nhân mê tha huynh mắc ga sơ cô huy đăng Út ta mát thân ngà nấp bát tăng ta ma hăng rô mi ra ma năng gầm phi ra banh nhân mê tha huynh mắt ga mắt ga sắc cô quý đăng út ta mát thân nấp bát tăng ta ma hăng rô mi ra ma năng người trí tuệ sâu xa hiếu biết đạo phi đạo chứng đạt đích vô thượng ta gọi bà la môn. Phở thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu. Và tự nhiên đã kể và đọc phân tích xong. Hôm nay hơi trục trặc cho nên là và bây giờ mời niệm từ. Dạ, con kính cảm ơn cô Tuệ Duyên. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lệ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Con kính lệ Sư Trí Đức, con kính lệ Sư Pháp Trang. Dạ, con kính lệ quý bà, quý cô, Trư Nữ. Dạ, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con kính cảm ơn Đạo Tràng đã cho mình tự biết và âm thanh rõ. Bây giờ con xin đọc câu và phân tích câu pháp cú 403. Và cảm ơn Vinh An Trần đã post bài lên ạ. Câu số 1 và câu số 2. Gam phi ra ban nhân mê tha huynh mắc ga sa cô quý đăng. Và câu số 1.
Gam là trường âm nhấn, phi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, văn là trường âm nhấn, nhân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bê tha là hai trường âm thông thường, win là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 2, mắt là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, mắt, gas là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, và đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Uttamatthang anuppattang tamahang tumi brahmanang. Câu số 3, ut là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mat là trường âm nhấn, thang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nup bát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo nguyên âm. Và con xin đọc lại. Gam phi đa ban nhang me tha win mắc ga mắc ga sa ko vi đăng ut ta mắt thằng anup bất tăng ta ma hằng pru mi bram ma năng. Gam phi đa ban nhang me tha win mắc ga sa ko vi đăng ut ta mắt thằng anup bất tăng ta ma hằng pru mi bram ma năng. Dạ con xin kệ câu pháp cú 343. Gam phi ra ban nhằn mê tha win mắc ga sa cô vi đăng ut ta mắt thăng a nục bắt tăng ta mang phu mi brahm ma năng. Gam phi ra ban nhằng mê tha win mắc ga sa cô vi đăng ut ta mắt thăng a nục bắt tăng ta ma hăng pru ni phạm ma nông. Người trí tuệ sâu xa khéo biết đạo phi đạo chứng đạt đích vô thượng, ta gọi bà La Môn. Đó là bài chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã phân tích và con đã đọc xong. Con có sai, mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại dùm con. Và kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ niệm tư xin bàn tay của Ngô Văn Nhật Hạ. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tử, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 403 hôm nay. Gam phi ra ban nhang me tha win mắc ga mắc ga sa ko vi đằng ut ta mắt thằng anuppat tăng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Gam phi ra ban nhang me tha win mắc ga mắc ga sa ko vi đằng ut ta mắt thằng anuppat tăng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Gam phi ra ban nhang me tha win mắc ga mắc ga sa ko vi đằng. Gam là trường âm nhấn, phi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, nhân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê, tha là hai trường âm thông thường, win là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắc là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, mắc, gas là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gam phi ra ban nhang me tha win mắc ga mắc ga sa ko vi đăng. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Ut
tamat thằng anupat tăng tamahang brumip brahmanang. Út là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, núp bắt là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prom là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Uttamat thằng anupat tăng tamahang brumi brahmanang. Dạ con xin đọc lại. Gam phi ra pan nhang me tha quyên mắt ga mắt gát sa cô quy đăng uttamat thằng anupat tăng tamahang brumi brahmanang. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo, phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi bà La Môn. Bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Gam phi ra pan nhân me tha quyên mật ga mật ga sa cô quy đăng út ta mật thắng anum bát tăng ta mahang bru mi brahmanang. Gam phi ra pan nhân me tha quyên mật ga sa cô quy đăng út ta mật thắng anum bát tăng ta mahang bru mi brahmanang. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ nếu sai con nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp. Dạ con không thấy ai. Dạ con xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Kiêu Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Kim Nhân, cảm ơn Quỳnh An Trọng, An Trọng Quỳnh Giác Nhà Hà của tu nữ Tệ Duyên. Thiện Vũ Tịnh Tâm cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kính chào Quỳnh vừa vào đạo tràng và Phật tử Quỳnh, và kính mời bàn tay Phật tử Quỳnh có thể ôn bài học ngày hôm nay. Câu Pháp Bước của Kinh 403, và nếu được thì kính mời bàn tay ạ. Nam mô Bích Tha Giá, và con xin được trả bài câu Pháp Cú Kinh 403. Gầm phi ra bành nhăn mạch thà huynh mặt ga sạc cơ quý đăng uất tâm mát thăng. Dạ con sai rồi. Gầm phi ra bành nhăn mệ thà huynh mặt ga sạc cơ quý đăng uất tâm mát thăng anut bát tăng tâm mát hằng su miệng má năng. Gầm phi ra bành nhăn mệ tha quỳnh mắt ga sắc cơ quý đăng uất tâm mắt thằng anh nấp bát tăng tâm ma hằng su mi ram ma năng. Con xin phân tích ạ. Gầm trường âm nhấn, phi trường âm thông thường, ra đoạn âm bên trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê trường mê tha hai trường âm thông thường, quyên trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nguyên âm, mắt trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, mắt gắt hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, cơ trường âm thông thường, quý đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gầm phi ra bành nhê mẹ tha quyền mắt cái mắt gắt sắc cơ quý đăng. Còn xin phân tích câu 3 và câu 4. Út trường âm nhấn, tá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, núp trường âm nhấn, bát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá hai giọng, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su
Trường âm thông thường, mỹ đoạn âm, sâm trường âm nhấn, má đoạn âm năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Uttamat thằng anut bat thằng tam hằng su mi sam ma năng. Gam vi ra bành nhằn mê tha quyền mắt gà mắt gà sắc cờ quy đăng. Uttamat thằng anut bat thằng tam hằng su mi sam ma năng. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi Bà La Môn. Và con phân tích và đọc có sai, con cũng thỉnh ngay Bà Đạo Trang chỉ dạy, con xin phép được cài ạ. Gầm phi ra banh nặng mê tha quyên mắc ca mắt ca xa cổ vi đăng. Ô ta mắt thăng à nực ba tăng tạm ma hăng su mì sấm ma năng. Gầm phỉ ra banh nhằn mê tha quên mắc ga xa cổ vi đăng. Ô ta mắt thăng à nực ba tăng tạm ma hăng su mì sấm ma năng. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ còn vị nào chưa trả bài, kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ nãy giờ Nhật Bình không có ở trước máy nên Nhật Bình không biết vị nào đã trả bài và vị nào chưa trả bài. Chắc chắn là Phố Biển chưa trả bài phải không Phố Biển? Nhật Bình mới thay Phố Biển chạy vào thôi. Phố Biển có trả bài không? Có cầm mít được không Phố Biển ơi? Alo, alo. Như nào Phổ Biến không cầm mít được rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Chính xác. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi. Trở lại đạo tràng để chúng con được học tiếp tục câu pháp cú kinh 403. Rồi cảm ơn Phổ Biến ngàn. Dạ con kính dân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Hôm nay quý vị trả bài rất là nhiệt tình ha. Sức mê ta, Sư Kim, Sư Kẹo Vũ, Sư Cổng Mai, Sư Na, Sư Tịnh Tâm, Huynh An Trần, Sư Tâm Phương, Sư Kim Nhung, Sư Niệm Từ, Huynh Dương Nhạc Hà, Sư Nhật Quỳnh. Rất là quan nghĩ Sư Tô Thị Phúng, Cô Tụ Nữ Tệ Giang, Sức Lá Mùa Xuân. Rất là quan nghĩ vì nào đọc cũng hay hết ha. Căn bản quý vị đã nắm rồi, cho nên quý vị tự cho điểm lấy chính mình ha. Nhiều khi quý vị đọc sai, đọc lại, chỉnh sửa lại, cái đó là một điều mà mình đọc mình biết đúng biết sai. Cũng giống như ở trong cái câu này, biết đạo và phi đạo đó. Tức là chúng ta học chúng ta áp dụng được ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào từ vựng. Đọc được thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa nó như thế nào. Gầm phi ra banh nhân mê tha quên. Gầm phi ra banh nhân mê tha quên. Câu đầu tiên có hai từ. Gầm phi ra banh nhân là một, mê tha quên là hai. Chữ gầm phi ra và chữ banh nhân. Gầm phi ra nó là một tính từ, có nghĩa là thâm sâu, sâu kín. Một tính từ gâm phi ra là chiều sâu, hay là thâm sâu, hay là sâu kín. Cái gì sâu kín? Chữ banh nhân. Banh nhân do cái từ banh nha. Banh nha là một danh từ nữ tính. A Kran Tây Thi Linh Gá. Banh nha có nghĩa là trí tuệ. Nhưng mà chữ banh nha ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quỷ quá tí ê các quá trình á, cho nên banh nhà biến thành banh nhân. Gom phi rất banh nhân, đây là một nhóm từ nam tính ha, có ý nghĩa
người có được trí tuệ thâm sâu, người có được trí tuệ thâm sâu. Mê tha huynh, mê tha huynh, mê tha huynh do cái từ mê tha huy. Mê tha huy là một danh từ nam tính, y ca lanh tác, phùng linh cá. Mê tha huy được chia theo đối các số ích, đu tì giáo, quyền phát tiếng ai có quá trình á. Cho nên mê tha huy biến thành mê tha huynh. Mê tha huynh là bậc có trí. Mê tha huynh là bậc có trí. Vậy thì câu đầu tiên này, gâm phi ráp anh nhân mê tha huynh, gâm phi ráp anh nhân mê tha huynh, người có trí tuệ thâm sâu, người có trí tuệ thâm sâu. Rồi, bây giờ câu số 2. Mất gà mất gà sa cô quý đăng, mất gà mất gà sa cô quý đăng, mất gà mất gà sa cô quý đăng. Câu số 2 chúng ta có hai từ. Mất gà mất gà sa là một, cô quý đăng là hai. Chữ mất gà mất gá xá do hai từ cộng lại là chữ mất gá cộng với á mất gá xá. Chữ mất gá đây là một danh từ nam tính, á khuôn ta phung linh gá. Mất gá có nghĩa là con đường hay là đạo lộ. Mất gá là con đường hay đạo lộ. Và cái từ thứ hai á mất gá xá, Amakyasa do cái từ Amakya, nó cũng là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga. Nhưng mà có tiếp đầu ngữ A ở phía trước có nghĩa là không. Vậy thì Amakya không phải là đạo lộ. Nhưng mà Amakya được chia theo sở hữu các số ít, Chathi Vipati Ekavachana. Cho nên Amakya biến thành Amakyasa, Amakyasa. Vậy thì Makya Makyasa có nghĩa là của đạo lộ và không phải đạo lộ, của đạo lộ và không phải đạo lộ. Ở đây trong cái vấn đề văn phạm khi mà xóa và ráp chữ thì chữ mất giá cộng với chữ ám mất giá thì chúng ta thành, nó biến thành chữ A mất giá, chứ không còn hai chữ A nữa. Hai cái nguyên âm đoạn âm mà khi xóa và ráp chữ thì nó biến thành trường âm, nguyên âm trường âm. Mất giá cộng với a mất giá nó biến thành mất giá. Rồi cái chữ tiếp tục là cô quý đăng. Cô quý đăng do cái từ cô quý đa. Cô quý đa là một tính từ nam tính ha. Chữ cô quý đá được chia theo đối các số ít, đô tỳ gia quỳ phát tiếng ai có quá trình á. Cho nên cô quý đá biến thành cô quý đăng. Cô quý đăng là người thấu hiểu, người rành rẽ, người thông suốt. Thấu hiểu, rành rẽ, thông suốt. Vậy thì câu số 2 này sang đây.
Mắt gà mắt cá sắc hồ quý đằng. Mắt gà mắt cá sắc hồ quý đằng là người thấu hiểu con đường và không phải con đường, người rành rẽ đạo lộ và không phải đạo lộ. Rồi câu cuối cùng. Uttamattang anuppattang. Uttamattang anuppattang. Cái chữ Uttamattang khi nãy chúng ta thấy có một cái vấn đề hơi rối rối đội hình ha. Tức là chữ thân thiếu dấu chấm, cho nên đọc là Uttamattang. Đó là huấn ăn tầng đưa lên ha. Bây giờ chúng ta hiểu chữ Uttamattang do cái từ gì. Uttama cộng với Attha. Chữ Uttama có nghĩa là tối thượng, có nghĩa là đỉnh cao, có nghĩa là tuyệt đỉnh. Uttama Attang. Attang do cái từ Attha. Attha là một danh từ trung tính. Akrantanapum sakalinga. Attha có nghĩa là mục đích. Nhưng mà chữ Attha này được chia theo đôi cách số ít đô tỳ gia hồi pháp thế hệ cao quá trình ha. Cho nên Attha biến thành Attham. Vậy hai từ này đi chung với nhau, Uttamattang đi chung với nhau cho chúng ta một ý nghĩa là mục đích cao cả, mục đích tối thượng. Mục đích cao cả, mục đích tối thượng. Rồi chữ cuối cùng trong câu số 3, Anuppattang. Ở đây chúng ta thấy tiếp đồng ngữ Anu là một, rồi Ba là hai. Anu Ba, hai cái tiếp đồng ngữ này nó đi trước cái căn ngữ Up, đi trước cái căn ngữ Batta. Và Batta ở đây nó trong cái dạng quá khứ phân từ nam tính ha. Batta được chia theo đối cách số ít đô tỳ gia hồi pháp thế hệ cao quá trình ha, cho nên Batta biến thành Battang. Quá khứ phân từ này cho chúng ta ý nghĩa là đã đạt đến, đã đạt đến, đã đạt đến. Vậy thì Uttamattang anuppattang, mục đích tối thượng đã đạt đến, mục đích tối thượng đã đạt đến. Câu cuối cùng, Tamahang Pru Mipram Mát Năng, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Câu Phật ngôn 403 cho chúng ta ý nghĩa. Người có trí tuệ thâm sâu, có trí rành rẽ về đạo lộ và không phải đạo lộ, đã đạt đến mục đích tối thượng, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Xin lặp lại ha. Người có trí tuệ thâm sâu, có trí rành rẽ về đạo lộ và không phải đạo lộ, đã đạt đến mục đích tối thượng, ta gọi vị ấy là Bà La Môn.
Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: người có trí tuệ thông sâu, nếu tà đường chánh, đâu đâu cũng rành, chứng tri tối thượng pháp hành. Những người như vậy trọn lành Bạch La Môn. Người có trí tuệ thâm sâu, nếu tà đường chánh, đâu đâu cũng rành, chứng tri tối thượng pháp hành. Những người như vậy trọn lành Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn: người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo, phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi Bà La Môn. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo, phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi Bà La Môn. Rồi, về tự vấn, quý vị có ý kiến gì không? Có chỗ nào cảm thấy thắc rối, thắc mắc hay hỏi ha? Nó qua cái này rồi không có hỏi nữa nha. Rồi, không có gì thắc mắc. Bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha, để biết câu Phật ngôn này lý do nào xuất hiện. Khi mà Đức Phật ngự tại núi Linh Thiếu này viết thế nào đây bà con? Nghe Linh Thiếu, nhưng mà rồi tiếng Bali thì viết làm sao đây? Bây giờ đối với những người Khmer, đối với người Thái Lan, đối với những người Myanmar, rồi bây giờ mình nói cái núi đó tên núi Linh Thiếu thì họ không biết cái thiếu cái gì hết, mà nói Bali thì người ta biết. À, Linh Thiếu có nghĩa là Vichakuta, ha. Linh Thiếu, đúng rồi. Sa thủ, chữ khó mà coi như quý vị viết là đúng chóc à, hay thế. Rồi tại núi Linh Thiếu này, đây là cái điểm ha, để copy hả? Để copy lại cũng tốt chứ, nhanh tay lại mất mà. Tại cái núi Linh Thiếu này, Đức Phật đề cập đến một cái vị thánh ni tên là Khe Ma. Rồi bây giờ quý vị biết chữ Khe Ma đúng là mới hay à. Khe Ma là sao? Ê, như vậy là Sĩ Kim là Khe Má rồi, Sĩ Nhật Quỳnh cũng Khe Má rồi. Trời ơi, Ma chứ đâu phải Má. Đó, đúng rồi, Khe Ma là đúng. Còn Khe Má là sai, bởi vì nữ tính mà. Nữ tính tức là phía sau nó là A-I. Rồi, bây giờ nói về cái duyên sự, nói về cái tích sự của cô Khe Ma này, vị thánh ni này. Quý vị biết vị thánh ni này khi mà còn ở ngoài đời chưa tu, tức là cô ta đã chọn một con đường đi lấy chồng rồi, rồi mới đi tu, cho nên cái trường hợp quả vị thánh ni này á, nó có hai con đường đi, một con đường của đường đời, một con đường của đạo. Mà hai con đường đi đó cũng do một cái từ hơi giống nhau, đó là sao? Xuất gia cũng đồng đi, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ, lối đạo đi về nơi tịnh lạc, đường đời còn lắm nỗi sầu bi. Thì cô này có hai con đường ha, con đường đời là đã xuất gia, đường đạo là xuất gia. Mà khi xuất gia như vậy á, mà còn tồn tại đến bây giờ, thì quý vị biết nguyên nhân nào không? Trời, cái gì vậy? Nguyên nhân thế nào? Bởi vì cô này là một hoàng hậu ha,
một hoàng hậu đẹp, đẹp lắm. Nhìn cái là biết bao nhiêu vương tôn công tử ha. Mà nhìn thấy cái cô này là siêu hồn bạc vía luôn. Và coi như cái sắc đẹp đó phải để dành cho đức vua. Chứ còn quần thần, vương tôn, công tử, giang hồ, cô hồn chắc đáng gì đụng vô cũng không được đâu. Chỉ có ông vua có quyền lực thì mới có thể bảo vệ cho tuyệt sắc gia nhân này. Thì hoàng hậu Khê Ma tự mãn về sắc đẹp của mình. Nhưng mà quên, chồng của hoàng hậu Khê Ma là đức vua tên gì? Ôi bà con ơi, tên của ông vua là tên gì mà là được quyền sở hữu? Bimbiraja. Cái này chữ chỉ ra chá là vua. Bimbi không, chưa đúng chữ, chưa đúng. Alo, ai biết đúng hơn? Bình xa thì biết bình xa, nhưng mà biết cái tên người ta thật lắc ha. Biết cái tên người ta chỉ có cái chữ bình đâu mà còn thiếu chữ xa. Biên bí xa ra, biên bí xa ra. Rồi, vua biên bí xa ra này có cái gì đặc biệt? Bây giờ phải liên quan rồi cái mới nhớ được lâu chứ ha. Vua Bim Bisara, một ông vua có được hoàng hậu Khê Ma đẹp tuyệt vời như vậy mà tâm tư còn mơ tưởng đến người khác, muốn chiếm đoạt người khác, cho nên cái trằn trọc như vậy. Tại sao chúng ta không ngủ được? Bởi vì tương tư, người ngủ không được có lý do. Lý do thứ nhất là người nam nhớ đến người nữ, thao thức ngủ không được. Và điều thứ hai, người nữ nhớ đến người nam cũng tương tự luôn, cũng không ngủ được. Điều thứ ba, một con vua vì dân, vì nước, thao thức, làm sao để cho quốc thái dân an, vậy nên cũng không ngủ được. Đó là minh quân . Còn Viên Bí Xà Rá này không phải là minh quân mà hôn quân. Ông này cũng thao thức, mà thao thức nghĩ làm sao chiếm được cái người nữ kia. Mà người nữ kia đã có chồng rồi, vậy mà cũng kiếm cách để mà quơ luôn cái người phụ nữ đó. Trong khi kiếm cách như vậy, thao thức trằn trọc như vậy, thì ông nghe bốn cái tiếng hát kinh hoàng. Đu xa na sô. Khi mà nghe bốn cái tiếng hát kinh hoàng như vậy thì ông quý quá hãy dám thao thức mà bắt đầu sợ sệt. Chờ trời cho nó sáng cái này đi hỏi quân sư. Mà bốn cái tiếng la hét đó chính là bà con quyến thuộc của mình trong 91 kiếp mà bây giờ trôi lăn cho tới vị Phật này, vị Phật kia, vị Phật nọ, tới gặp Đức Phật Gautama của chúng ta. Thì Đức Phật Gautama mới giải được bốn cái tiếng đó, rồi bảo Đức Vua Kim Visara chay tăng cúng dường và thân nhân quyến thuộc của mình được siêu thoát. Thì như vậy Vua Kim Visara trong cái kiếp này cũng là một cái vị thánh nhân chứ không phải là phàm nha. Nhưng mà khi mà chưa đắc thánh là còn bê bối như vậy đó. Rồi trở lại vấn đề, hoàng hậu Khê Ma là một người đẹp đi, cho nên tự mãn về sắc đẹp của mình. Hằng ngày cứ lo săn sóc. Mà nếu mà có thẩm mỹ viện như bây giờ thì chắc chắn là một anh ngồi trong thẩm mỹ viện hết nửa ngày nữa bởi vì làm đẹp. Rồi cô ta hồi nào cũng nâng niu tinh tiêu cái sắc đẹp của mình. Nhưng mà đối với Đức Phật
thì Ngài nói rằng cái thân xác này giống như một cái túi da đựng đầy những cái bất tịnh hôi thối. Cho nên Hoàng Hữu Kỳ Ma bất mãn, không ưa Đức Phật. Mình đẹp vậy mà nói một cái túi da mà chứa nào mũ máu, hôi tanh thế này thế kia lại có như vậy. Đức Phật không biết cái đẹp, không biết cái đẹp của người phụ nữ. Cho nên mỗi lần á mà Đức Vua Bimbisara muốn cho Hoàng Hậu đi đến để gặp Đức Phật tại chùa Trúc Lâm để nghe pháp, thì cô ta tìm cách từ chối ha. Chính vì cái vấn đề coi như không ưa Đức Phật, bởi Đức Phật nói xấu người nữ thôi. Cho nên Hoàng Hậu Khi Ma mới tìm cách tránh né. Còn khi tránh né như vậy thì Đức Vua Bimbisara lại để muốn cho Hoàng Hậu muốn gặp được Đức Phật để hiểu giáo pháp mà tu tập, để suốt ngày cứ lo làm đẹp không chán quá. Và thế là Trúc Lâm được mô tả như một thiên đường, được mô tả như là một cái thắng cảnh, một cái nơi bồng lai của thế gian. Rồi những cái bài thơ, thơ ca, rồi những cây cối, những bông hoa đẹp được trồng, được trang trí ở tại Trúc Lâm. Hoàng Hậu Khe Ma thì con người mình đẹp thì cảnh vật xung quanh cũng phải đẹp, nhìn thấy những cái đẹp đó bắt mắt, rồi bước chân vào Trúc Lâm. Khi bước chân vào Trúc Lâm thì nhìn cảnh đã đẹp rồi, chính chúng đương nghe pháp nơi Đức Phật nữa, thì cái duyên của cô ta đã tới. Cho nên đi lầm theo của ông Phật, ông nói cái gì hay đến nỗi mà bà con chú ý lắng nghe như vậy. Mà Đức Phật á hay quở trách rằng cái thơ bất tịnh, nhưng mà tại sao ở đây người nữ nhiều quá vậy này? Động với tánh hiếu kỳ ha. Cô ta cũng bước chân của cõi, nhưng mà đi lúp lúp ở phía xa thôi, không dám trường mặt ra sợ Đức Phật thấy. Nhưng mà đã lọt vô cái bổng trí của Đức Phật rồi, cho nên Đức Phật muốn chinh phục, muốn cảm hóa Hoàng Hậu Khe Ma bằng cách Ngài dùng thần thông biến ra một cái thiếu nữ, một người thiếu nữ rất là đẹp, có 16, 17 tuổi cầm quạt, đứng quạt hầu Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp mà có một tuyệt thế gia nhân mà đứng quạt hầu. Hoàng Hậu Khe Ma mới nói, ủa tại sao mà Đức Phật chê bai nữ nhân mà sao có cái cô nàng này đứng quạt? Ủa mà nhìn cái cô này đẹp quá trời, giống như một tiên nữ, mình không bằng một phần mười của cô ta. Thế mà ai cũng nói mình đẹp, ai ngờ ông Phật còn có người đẹp hơn nữa, Đức Quạt Hầu, sướng thiệt. Cô ta mềm mặn nhìn cái người thiếu nữ đó, không nghe ông Phật thuyết cái gì hết, ai cũng mặc kệ, chỉ nhìn coi cái người thiếu nữ đó. Và cũng do thần thông của Đức Phật, trong cái sự vô thường, từ một người thiếu nữ trở thành một trung niên, rồi trở thành một lão niên. Cái sự lão quá nó làm cho già nua, cằn cỗi, da nhăn, má cóp, lưng còng chống một cây gậy, đứng một bên run rẩy sát Đức Phật. Từ cái vấn đề vô thường biến đổi trên cái thân xác nhanh như vậy đó, cô ta hơi chán ngán nè, bắt đầu hơi khớp khớp rồi. Nhưng mà chưa dừng lại đó, bà già kia sụp xuống rồi thành ra một bộ xương, thành ra một bộ xương nằm ở dưới đất. Thì bao nhiêu sự mê mẩn về sắc đẹp có một người thiếu nữ, rồi một người trung niên, một người lão niên, bây giờ là một cái đống xương khô. Chán quá trời ơi. Hoàng Hậu Khe Ma khi đó mới thấy cái vô thường nó xuất hiện trước mắt,
giáng qua mới xin Đức Phật đi tu. Đức Phật ngài mới nói lên, sự vô thường chi phối một con người của chúng ta chết dần chết mòn trong từng sát na, có thể là hoàng hậu khề ma chán ngán cái cảnh vô thường, không còn đắm say về sắc đẹp của mình nữa. Xin Đức Phật xuất gia. Đức Phật mới giao qua bên Tỳ Khưu Ni cho xuất gia. Và xuất gia không bao lâu, cũng tại chính nơi đó, Đức Phật ngài đã thuyết một câu kệ mà nói lên cái sự vô thường. Thì hoàng hậu Khê Ma đã chứng đắc thánh quả A La Hán ngay tại chỗ đó. Ngay tại đó chứng đắc thánh quả A La Hán. Rồi bây giờ Đức Phật mới hỏi Đức Vua Bhimisara, bây giờ hoàng hậu Khê Ma đã là một thánh nhân, mà đã là một thánh nhân thì muốn duy trì cái xác thân hay là muốn cho hoàng hậu Khê Ma nhập niết bàn? Bởi một vị thánh A La Hán thì trên cái hình thức của cư sĩ dễ làm cho chúng sanh khác bị lầm tưởng mà phạm tội, bởi vì A La Hán cũng là trên cái thân xác bình thường, cũng tiền khiến tật. Thì chúng ta không biết đó là những vị thánh mà tới xoa đầu vuốt mũi rồi nói những cái lời nói thô tục, thì chúng ta tu xuống chứ không phải là tu lên, không có được tiến lên nữa, con đường tiến hóa của chúng ta bị dừng lại. Cho nên Đức Phật hỏi vua Bhimisara đó, sao bây giờ hoàng hậu đã là một thánh nhân thì muốn cho hoàng hậu nhập niết bàn, hay là muốn cho hoàng hậu còn tồn tại thân xác trên hình thức xuất gia? Thì ông vua Bhimisara này mới yêu cầu Đức Phật để cho hoàng hậu Khê Ma được xuất gia, bởi vì còn xuất gia còn nhìn ngắm cái dung nhan của người đẹp, chứ bây giờ nếu mà có như nhập niết bàn rồi thì thôi chết quốc nào còn gì nữa đâu mà nhìn ngắm nữa. Và Đức Phật đồng ý giao hoàng hậu Khê Ma qua bên Tỳ Khưu Ni xuất gia. Và khi xuất gia thì không ngờ cái vị Tỳ Khưu Ni Khê Ma này là một cái vị đệ nhất về thần thông, mà Đức Phật coi như là tán thán. Thì trong Duyên Sự Câu Phật Ngôn 403, thì khi mà Thiên Quân Đế Thích cùng với chư thiên tùy tùng đến ý kiến Đức Thế Tôn vào cuối canh đầu, sau khi đánh lễ Bậc Đạo Sư xong, cùng với thiên chúng ngồi qua một bên, tình cờ Tỳ Khưu Ni Khê Ma đi đến và muốn đảnh lễ Bậc Đạo Sư. Nhưng mà khi đến thì đứng trên nghi không, thấy có thiên chúng dưới sự hướng dẫn của Đức Vua Trời Đế Thích đang ngồi xung quanh Đức Thế Tôn. Thì vị trưởng lão Ni Khê Ma này đảnh lễ Đức Phật từ trên nghi không, hướng Phật đảnh lễ rồi quay về, chứ không đi đến gần nơi Đức Phật. Như vậy thì Đức Vua Trời Đế Thích thấy vị trưởng lão Ni này đứng trên đảnh lễ và quay về, thì mới bạch hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, vị nữ ni đó là ai vậy, đứng trên hay không đảnh lễ ngài rồi quay đi? Thì Đức Phật ngài mới nói: này Thiên Vương Đế Thích, đó là Tỳ Khưu Ni Khê Ma, con gái của Như Lai, có nhiều trí tuệ, thấu hiểu đạo và phi đạo. Tức là nói về trí tuệ đệ nhất thì phải nói rằng hoàng hậu Khê Ma. Cho nên cái câu Gom Phi Rắp Anh Nhân là người có trí tuệ thâm sâu, biết rõ sự diễn tiến của các pháp, như là uẩn xứ, giới, đế, v.v. là người có trí tuệ sáng chói trong pháp,
gọi là người thấu hiểu đạo và phi đạo, tức là biết rõ đây là con đường đến hướng dẫn đến Niết Bàn. Đây là đạo, đây không phải là đạo. Người đã thành đạt được lợi ích tối thượng, tức là A-la-hán. Người như đó, như thế đó thì Như Lai gọi là Bà-la-môn. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng nữ thánh Thinh Văn tên Khê Ma đầu hôm về đánh lễ Phật Đà, thiên vương mới gặp chưa quen mặt. Bà ấy là ai thấy lạ xa, Phật rằng lậu tận ấy con ta đã chứng đạo phi đạo sâu xa, là Bà La Môn vô thượng, biết rằng giải thoát với Maya. Như vậy thì trong duyên sự của Phật môn này, cái điều quan trọng nói về trí tuệ của vị thánh ni Khi Ma khi còn ở ngoài đời thì chấp vào cái thân ngũ uẩn này, chấp thủ, chấp vào sắc đẹp. Nhưng mà khi quán về vô thường qua cái thân xác của người nữ đứng hầu Đức Phật, thì với cái trí tuệ đó chắc đức được vô minh, thấy được cái vô thường vi tế, khổ và vô ngã, đã chứng đạt được thánh quả A-la-hán. Như vậy thì qua câu Phật ngôn này, đây cũng là một điểm để cho chúng ta coi như là suy tư. Quý vị có ý kiến gì về câu Phật ngôn này? Đây nói lên cái điều quan trọng là phải có trí tuệ để thấy rõ được cái gì, thấy rõ được cái gì trong cái câu Phật ngôn này, tức là phải có một cái trí tuệ sâu xa, gom phi rắp banh nhà ha, phải có một cái trí biết rõ đạo và phi đạo, con đường và không phải con đường, thiện và ác, thì phải có một cái sự phân tích rõ ràng, phải có một cái niềm tin, phải có một cái sự quyết tâm, chứ không phải là mình sống một cái đời sống mà lưng chừng ai sao tôi vậy ha. Mà ở đây trí tuệ sâu xa là một cái trí tuệ mà chính Đức Bồ Tát của chúng ta sử dụng cái trí tuệ này để rút ngắn cái đoạn đường sanh tử trong ba cái phương pháp để tiến vào Phật quả toàn giác, độc giác và thinh văn giác. Thì tinh tấn là một nè ha, niềm tin là hai, và trí tuệ là ba. Thì Đức Phật của chúng ta, Ngài đã thực hành trí tuệ ba la mật: Panya Parami, Panya Upaparami, Panya Paramattaparami. Và chính Ngài sử dụng trí tuệ như vậy cho nên rút ngắn đoạn đường sinh tử, chỉ còn lại 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Có nghĩa là khi mà được một vị Phật hậu trí rồi thì xác minh tính thời gian là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn 16 A Tăng Kỳ kia, tức là trong một cái thời gian phát nguyện trong tâm, trong thời gian phát nguyện ra lời, là thời gian đó bất định. Bất định là chưa có rõ ràng. Nhưng mà khi xác định Bồ Tát á, được một vị Phật hộ ký và cháu biết rằng thời gian còn 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, thu ngắn lại để rồi Đức Phật Vô Thầm Á đã xuất hiện và chúng ta lại gặp giáo pháp của Ngài. Rồi bây giờ mời quý vị giải thoát với Maya là sao? Giải thoát với Maya, Maya là phiền não đó, Maya là ma vương đó. Trời ơi, Chích Hà mà còn biết nữa, quý giá Nhật Hà giả bộ hả ta? Đã gọi là ma là không phải là Phật à? Rồi bây giờ mời quý vị có ý kiến, chúng ta đóng góp ý kiến để câu Phật ngôn này được sáng tỏ. Mỗi người có một chút ý nghĩ gì về câu Phật ngôn này?
Thế rồi chúng ta cảm thấy rằng cái giá trị của câu Phật ngôn này đối với cuộc sống của chúng ta nó có lợi ích thiết thực. Rồi ai có ý kiến? Không để cho quý vị có ý kiến thì nói tại sao độc tài quá vậy, không cho nói gì hết. Hỏi để mời Siết Hà lấy ý kiến. Rồi thấy thế, Giang Nhật Hà bán cái cho Siết Hà rồi, hai bên cũng hà hết, không biết là Hà Tiện hay là Hà Bá, chắc Hà Bá quá, ở dưới sông hả? Rồi mời Siết Hà theo sự yêu cầu của Huynh Giang Nhật Hà. Rồi bây giờ Hà Tiện hay Hà Bá hay Hà gì đang biết nè. Rồi Huynh Giang Nhật Hà mời mà tại sao mà Siết Hà không chịu lên ta? Khi dễ ha. Rồi bây giờ Huynh Giang Nhật Hà lên trước đi, rồi bán cái này, rồi cái Siết Hà nó lên nè. Mình Nam Nhi mà ai để cho người nữ lên trước, họ khi dễ. Rồi Huynh Giang Nhật là Hà lên trước đi, rồi cái tới Siết Hà. Alo alo, thời gian còn bao nhiêu nữa mà sáng cái câu giờ hoài chán thiệt. Lên Huynh Giang Nhật Hà ơi. Alo alo, 1 2 3 4, còn có ba nữa mà con thấy không ai lên hết, cho nên là có thôi bây giờ con xin phép đạo tràng. Nãy giờ cũng nghe và kính thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài đã nói về duyên sự của cô Khema. Một cô Khema đã có gia đình, đã từng có gia đình, và khi không có gia đình thì xuất gia. Có gia đình rồi nhưng mà sau đó gia trở thành một vị thánh nữ rất là hoan hỷ. Thì cái người trí tuệ, để không đọc lại cái khúc sau, người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt đích vô thường, ta gọi Bà La Môn. Thật vậy. Thì con nhớ tác giả Bút Thái Cô Xá có nói đến con đường thanh tịnh, nói đến đó là ngũ thủ uẩn, có nghĩa là ngũ thủ uẩn của mình luôn luôn mình thủ, mình muốn đẹp, mình không muốn cho nó phai tàn cái sắc, có nghĩa là sắc này của ta, thọ này của ta, tưởng này của ta, hành này của ta, và thức này của ta. Luôn luôn mình nghĩ là ngũ thủ ứng là năm cái thứ này là lúc nào. Cô Khema cũng là thích sắc đẹp, mà đến khi Đức Phật mới có thần thông để cho một người đứng quạt hầu, rồi từ từ dần dần cái người đứng quạt hầu đó đẹp cỡ nào thì cái sắc nó tàn từ từ. Cô Khema này đã thấy được đó là cái ngũ uẩn. Đó là ngài Bút Thác Cơ Sát có nói ngũ thủ uẩn ta có, chúng ta phải suy nghiệm lại, đó là của mình phải giải quyết nó, và nếu không phải của mình thì phải dùng phương pháp niệm nào đó, đưa phương pháp niệm nào đó, ta bắt đầu bỏ cái tưởng của mình, không cố chấp của mình xưa và nay bởi cái thủ uẩn của đang có, thì ta sẽ buông bỏ mới ra đi được. Mình sai thì mình biết sửa sai. Con đường chấp thủ giữ lấy cái sai đó thì mình sửa đúng, và lúc đó mình mới ra đi được con đường thanh tịnh. Và chỉ còn có vài phút, cho nên thì
thời gian cũng rất là ít. Thỉnh xin tri ân Ngài và Đạo Tràng đã lắng nghe còn vài phút để kết thúc chương trình. Thì con cũng có vài lời của tác giả Bút Thà Cô Xá đã nói rất là rõ về con đường thanh tịnh. Khi mình thấy được ngũ thủ uẩn của mình bỏ cái tưởng đi. Mình đừng có nghĩ nó là đẹp hoài, nó không có đẹp hoài. Sắc này nó phải phai tàn theo năm tháng. Thì mình bỏ thì từ từ mình mới đi đến cái con đường thanh tịnh, yên vui, hạnh phúc, dứt phiền não và có thể giải thoát Niết Bàn trong tương lai. Cũng giống như bài Kinh Pháp Cú số 403 hôm nay. Dạ, thời gian thì đã hết rồi. Dạ, con có vài lời. Con kính tri ân Ngài và bây giờ con kính cũng thỉnh Ngài trở lại để kết thúc chương trình. Alo, 123, 123. Câu Phật ngôn 403 ha. Còn từ nữ tỷ giang đã kết thúc qua ý kiến của Ngài Bút Thà Cô Xá. Này, bây giờ Đức Phật Ngài để lại cho chúng ta biết người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt đức cao vô thượng, tôi gọi Bà La Môn. Đức Phật Ngài cũng nói lên sự thật. Ngài Bút Thà Cô Xá thì cũng diễn tả lên sự thật. Bây giờ trong sự thật này trước mắt của chúng ta, thì bây giờ trí tuệ sâu xa như thế nào, biết đạo phi đạo là sao? Có nghĩa là cái điều đầu tiên trong đạo đế, tức là chánh kiến, chúng ta phải thấy đúng. Đây là con đường, đây không phải là con đường. Thì khi mà thấy đúng rồi thì chúng ta mới nói đúng, làm đúng, suy nghĩ đúng, thực hành đúng để chúng ta mới an trú vào trong pháp được. Thì như vậy cô tu nữ tỳ giang cũng đã kết thúc qua ý kiến của Ngài Bút Thà Cô Xá. Buổi sinh hoạt của chúng ta mong rằng những thời gian còn lại quý vị cứ lên nói đi, nói ít nói nhiều không quan trọng, mà quý vị có đi vào cái nội dung của câu Phật ngôn này hay không. Quý vị nghe là một chuyện, nhưng mà bây giờ quý vị phải có ý kiến để chúng ta có thể san sẻ, chia sẻ, chúng ta hỗ trợ cho nhau trên cái vấn đề cải chánh tri kiến. Cho nên mong rằng quý vị làm sao cứ mạnh dạn mà tham gia ha, chứ đừng có ngại ô nói sai, nói dở, nói chật. Người đã thành đạt được lợi ích tối tức là La Hán, người ấy gọi là Bà La Môn. Như vậy là đồng nghĩa với việc tất cả những người Bà La Môn đều là A La Hán. Cái này là một sự ngộ nhận. Mà trong cái phẩm Bà La Môn, theo cái đạo của họ, họ nói là huyết thống bảy đời thanh tịnh. Thì như vậy họ mới ngộ nhận cái chỗ đó và họ đến hỏi Đức Phật: tôi là Bà La Môn, tại sao Ngài gọi đệ tử của Ngài là Bà La Môn mà không cúng thần lửa, rồi máu huyết không tinh tịnh bảy đời, mà tại sao gọi đệ tử của Ngài là Bà La Môn? Vậy thì chúng tôi là Bà La Môn thật sự nè. Thì đây là có một cái sự ngộ nhận mà trong những câu Phật ngôn trước chúng ta đã học rồi ha. Rất là hoan hỷ, mời Phật tử Huynh, Huỳnh, Huấn gì đây, hãy tham gia thường xuyên để rồi thấy cái trường hợp ngộ nhận cái từ Bà La Môn ha. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành, chúng ta đã học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta được vui tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin hoa lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thiên văn thính chúng. Hộ trì để tăng ni và những nam thiên nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa chà quá chê nạ sô thị vô hô tụ sa bà đà.
Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.